Tiếp tục chuyên mục chính luận là bài viết của tác giả Đỗ Ngà, Tham nhũng quyền lực và những thủ đoạn chính trị. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Tại các nước dân chủ, chống tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát, nhưng tại Việt Nam thì không hẳn như vậy. Nhiệm vụ chấp pháp của ngành công an cộng sản chỉ là thứ yếu, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bắt bớ những người bất đồng chính kiến hay giả dạng côn đồ tấn công những nhà hoạt động nhân quyền v.v. Đó mới chính là cái nhiệm vụ chính của họ, vì nó bảo vệ chế độ. Khi bắt cướp hay triệt phá nhanh những vụ án nghiêm trọng thì công an cộng sản hay được nhận một khoản thù lao, được trá hình dưới cái dạng khen thưởng. Nếu không có thưởng, họ đẩy việc bắt cướp cho hiệp sĩ đường phố để những người này bị thương hoặc là chết thay cho họ. Đó là thực tế. Việc làm đó, nó tự tố cáo rằng chấp pháp không phải là nhiệm vụ chính của công an cộng sản. Đấy là bản chất của cộng sản xưa nay. Tuy nhiên, hiện nay, công an không những là công cụ của đảng dùng để bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ, mà nó còn là công cụ của nhóm lợi ích. Nguyễn Phú Trọng triệt hạ hàng loạt đối tượng thuộc phe khác, phần lớn cũng nhờ nắm được ngành công an. Ngày 21 tháng 9 năm 2016, sau khi đã văng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, Nguyễn Phú Trọng đưa mình vào đảng bộ công an để biến cái bộ này thành công cụ của cá nhân mình. Thực tế, 5 năm qua, ông Trọng đã dùng nó để đánh gục hàng loạt tên tuổi lớn trong Trung ương Đảng và cả Bộ Chính trị nhằm độc chiếm quyền lực đỉnh cao. Và càng về sau, sức mạnh của ông ta càng được củng cố. Vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ 2, ông Trọng đã chốt danh sách và tiến hành phát thưởng cho hàng loạt tướng tá ngành công an mà đã làm công cụ nhiệt tình giúp ông thanh trừng phe cánh và đe dọa cho nhân dân biết sợ. Phần thưởng lớn nhất cho các quan chức ngành công an không phải là thứ tiền thưởng nào cả, mà là chức tước. Với thời kỳ mua quan bán tước rầm rộ như hiện nay, một chức đại biểu quốc hội không có quyền lực gì lớn, còn đáng giá đến 1,5 triệu đô la Mỹ, thì hàm cấp tướng ắt phải cao hơn thế. Như vậy, ông Trọng phong tước cho thuộc hạ cũng có nghĩa là ông đang ban cho những kẻ đó cả núi tiền chứ không có ít đâu. Vì chức lớn nó là công cụ hái ra tiền cho quan chức mà. Trước ngày đại hội 13 có vài ngày thôi, ông Trọng đã phong tước cho 7 tướng công an, gồm Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng từ Trung tướng lên Đại tướng, Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Hải Trung và Nguyễn Minh Chính, được phong từ Thiếu tướng lên Trung tướng, Nguyễn Văn Long, Phan Thanh Tuấn và Hoàng Văn Toàn được phong từ đại tá lên thiếu tướng. Trong các người được phong tước này, có người có công lao mà chỉ riêng Trọng mới biết. Có người thì giúp Trọng tạo được cái thế độc tôn hôm nay mà ai cũng biết. Có thể kể ra một số tên tuổi như sau. Thứ nhất, Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, là đối thủ chính trị của Nguyễn Đức Chung từ cái thời ở Công an thành phố Hà Nội. Vụ triệt hạ Nguyễn Đức Chung của ông Trọng được cho là có bàn tay trợ lực của Nguyễn Duy Ngọc. Thứ nhì, Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội. Đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020, ông này là người mà đã xua 3.000 cảnh sát cơ động vào thôn Hoành, xử tử cụ Kình và mang xác cụ về phanh thay. Ông này có công giúp cho ông Trọng làm cho dân oan khiếp sợ mà câm họng, thế là được phong tước. Thứ ba, Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kẻ này chịu trách nhiệm thi hành luật mà ông Trọng cho mang từ Tàu về để kiểm soát tư tưởng người dân, đó là luật an ninh mạng. Bóp mõm dân thì có công với đảng, thế là được phong tước. Còn ở Bộ Quốc phòng, ông Trọng đang củng cố thế lực cho mình bằng cách cho thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Nguyễn Tân Cương và Võ Minh Lương. Trước kia, ông Nguyễn Tấn Dũng dùng tiền tham nhũng để mua sự ủng hộ Trung ương đảng tạo thế mạnh. Tuy nhiên, cái yếu điểm của phương pháp này là nếu kiếm được tiền tham nhũng thì kéo theo đó là sai phạm ở hàng loạt các dự án kinh tế. Những quả đấm thép vừa tạo ra tiền cho ông Dũng nhưng nó cũng vừa là cái bẫy để Nguyễn Phú Trọng lợi dụng nó vùi chôn sự nghiệp chính trị của ông Dũng luôn. Cách của Dũng mang tính vỏ biển, thiếu chiều sâu nên thua Trọng là phải. Nguyễn Phú Trọng xây dựng sức mạnh khác với Dũng. Ông ta ban tước thay vì cho tiền. Thay vì tham nhũng tiền bạc như Dũng, thì ông Trọng chỉ lo tham nhũng quyền lực để mà tránh cái tiếng xấu. Tuy nhiên, về mức độ nguy hiểm thì tham nhũng quyền lực
nó đáng sợ hơn nhiều. Dùng mọi cách để chiếm đoạt quyền lực, kể cả bán mình cho ngoại bang, sau đó dùng quyền lực để ban quyền lực cho thuộc hạ. Cách này mua lòng trung thành lâu bền hơn và tạo sự phục tùng tốt hơn. Lòng trung thành được mua bằng tiền thì nó dễ bị trở mặt nếu bạn cạn tiền. Đó là lý do tại sao ông Trọng bám được cái ghế đến nhiệm kỳ thứ ba, nhưng mà ông Nguyễn Tấn Dũng thì dừng lại ở nhiệm kỳ thứ hai. Với thủ đoạn thâm hiểm, tham vọng quyền lực vô hạn và đang ở đỉnh cao quyền lực, ông Trọng có thể sẽ càng ngày càng mạnh và việc thực hiện ước mơ cầm quyền cho đến chết là hoàn toàn có thể được đấy. Để dọn đường cho bản thân cầm quyền đến chết, có thể ông Trọng hoặc sửa điều lệ đảng hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ hoặc là tạo ra cái suất đặc biệt cho riêng mình mỗi khi đến Đại hội đại biểu toàn quốc. Nguyễn Phú Trọng đang muốn cầm quyền cho đến chết và ông đang dùng mọi thủ đoạn cho cái mục đích đó.